Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặt hoa tại biển tưởng niệm Bác Hồ tại London, ôn lại giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc ở Anh. Trong lễ dâng hoa ngày 5 tháng 5 tại biển tưởng niệm thuộc tòa nhà New Zealand House trên phố Haymarket, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại giai đoạn Bác sống, làm việc ở Anh trong hành trình tìm đường cứu nước, theo thông tấn xã Việt Nam. Theo Đại sứ Việt Nam tại Anh, Nguyễn Hoàng Long, thời gian sống và làm việc tại Anh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tòa nhà 19 tầng New Zealand House trên phố Haymarket nằm ở trung tâm London, được xây dựng trên nền cao tầng, khách sạn hạng sang hoạt động năm 1899 năm 1940, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm phụ bếp. Mặt trước của tòa nhà có gắn tấm biển màu xanh hòa bình, do Hội Hữu nghị Việt Anh đặt từ những năm 1990, với dòng chữ năm 1913. Hồ Chí Minh, năm 1890 đến năm 1969, người sáng lập nước Việt Nam làm việc tại khách sạn cao tầng, tòa nhà từng nằm trên nền đất này. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có chuyến công tác ở Anh từ 4 tháng 5 đến 6 tháng 5 để tham dự lễ đăng quang của quốc vương Charles III. Chủ tịch nước dự kiến gặp vua Charles III và hoàng hậu Camilla, các lãnh đạo chính phủ, quốc hội và một số bộ trưởng Anh. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết đây là chuyến thăm Anh lần thứ hai của chủ tịch nước Việt Nam sau gần 2 thập kỷ. Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Năm nay, Việt Anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong cuộc gặp cộng đồng người Việt ở Anh ngày 4 tháng 5, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến tham dự lễ đăng quang của vua Charles III nhằm củng cố và tăng cường nền tảng quan hệ và tin cậy chính trị Việt-Anh, nâng cao quan hệ hợp tác song phương thiết thực và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.